Xin chào các bạn, chúng tôi đang có mặt tại cảng Sa Kỳ để đáp chuyến tàu sớm nhất trong ngày, đó là lúc 7:30 ra đảo Lý Sơn. Đó là một hòn đảo du lịch đang rất hot hiện nay, và mùa hè 2019 tôi nghĩ rằng cũng là một trong những điểm đến rất là thú vị mà các bạn nên ghé thăm. Đảo Lý Sơn là một hòn đảo cách đất liền tầm khoảng 15 hải lý và một huyện đảo duy nhất thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Và chúng ta có thể di chuyển từ sân bay Chu Lai về đây khoảng 60 km để có thể tiến hành khám phá. Nếu như mà du lịch phát triển thì có lẽ đảo Lý Sơn sẽ trở thành một cái địa danh rất là nổi tiếng, không khéo là cũng tương đương với Phú Quốc ấy. Em nghĩ nó sẽ trở thành Phú Quốc của miền Trung. Đấy, nó sẽ trở thành Phú Quốc của miền Trung. Thậm chí còn hơn, bởi vì là mình đi cả hai hòn đảo rồi, thấy Lý Sơn có nhiều cái cảnh tự nhiên ấy, hùng vĩ hơn Phú Quốc rất là nhiều. Vâng, và bây giờ thì mình và Hoàng Nam sẽ sẵn sàng để lên tàu và xuất phát cho chuyến trải nghiệm Lý Sơn. Ok, yeah, let's go. Let's go. Đầu tiên, nếu bạn di chuyển đến đây bằng xe máy hay là xe ô tô thì chúng ta hãy gửi ngay cảng Sa Kỳ, sau đó đi mua chuyến tàu của sớm nhất có thể. Đi xem. Cái đầu này, cái chỗ để xe này, các bạn có thể vào đây để bỏ xe này, gửi xe qua đêm thoải mái luôn. Đây, ô tô từ 7 chỗ trở xuống là 75.000 đồng xe trên một ngày đêm, dạng xe bán tải. Còn mà ô tô trên 7 chỗ đến 16 chỗ là 80.000 đồng xe trên một ngày. Ngay cảng Sa Kỳ có phục vụ ăn sáng và cà phê trong lúc chờ đợi với giá thành rất rẻ. Hãy cùng chúng tôi đi vào bên trong để trải nghiệm. Đấy thì có rất nhiều chuyến các bạn có thể lựa chọn được cho mình tùy theo số tiền. Đối với tàu ở tại Lý Sơn thì 178.000, thì cái khoảng cách đi từ đất liền đi ra thì khoảng hơn 15 hải lý. Còn đối với tàu cao tốc ở Phú Quốc thì chúng ta có thể đi được với mức giá từ 230.000 trở lên, 230.000 đến 250.000 là chúng ta có thể đi được. Và các bạn có thể có sự lựa chọn ăn sáng ở bất cứ đâu, căng tin cũng được, sạch sẽ, ngoài kia cũng được. Ok. Bánh mì ốp là tiếng Việt này. Bánh mì ốp là. Bánh mì ốp là. Bột bánh mì ốp là. Bột bánh mì ốp là. Bột bò rồi, thịt bò không hay là không? Không. Rồi rồi. Cảm ơn. Anh là người Anh này. Người Anh. Anh đến từ Anh. Yeah, người Anh. Người Anh. Yeah. Welcome to my country. Yeah, thank you very much. Thank you. Đấy, đi du lịch ở sành điệu như anh này này, biết tiếng Việt đàng hoàng luôn. Đi du lịch Việt là phải như thế. Đi một mình. Một mình. Xem phía dưới có gì em? Phía dưới có bún. Bún với xương thịt thôi. Đấy. Ở trên đây là một bát bún thập cẩm. Có một cục xương này, chả này, đây là chả cá này, thịt này, hết cà rốt, thường cà rốt. Rồi, hello em gái. Nó bị một lỗ. Đây mọi người có thể thấy rằng là ngoài khách sầu ra thì những người cư dân trên đảo cũng nhập hàng về. Gần như là tất cả mọi mặt hàng đều có cùng trên cái chuyến đi của tôi này, hoa tươi này, sầu riêng này. Rau này, rau củ quả phía ngoài nhiều luôn.
mịn. Hàng hóa. Wow, tàu rất là sạch sẽ. Chúng ta sẽ đi lên phía trên đi, người ta sẽ bố trí cho mình. Lên ngầu đi, đây, đây vào trong này đi. Để ly này cho được. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thấy cái tổng quan khu vực cảng Saki ở phía ngoài bờ sông. Và xa xa đó là những cái thuyền đánh cá của ngư dân đang còn đậu đỗ ở khu vực này. Chúng ta đã lên tàu, mua vé từ sáng sớm và các bạn phải đặt vé với cái thời điểm từ tháng 4, tháng 5 là cái mùa du lịch cho nên là rất là đông khách luôn. Quá trình di chuyển của chúng ta từ cảng Saki đến đảo Lý Sơn hơn 1 tiếng đồng hồ. Và trong thời gian di chuyển này, nếu như bạn không bị say sóng thì hãy đi dạo quanh hoặc có thể đi lên phía boong tàu, có thể ngắm cảnh biển. Và tất nhiên sẽ có những bức hình thật đẹp. Chúng ta đến trên khoang. Wow. Rồi, ngồi trước chúng ta đó là bác lái tàu. Đấy, điều khiển rất là nhiều thứ. Cái này có một cái màn hình có thể quan sát trước sau ở trong thuyền luôn, từ phía. Người đi đầu là bác lái tàu, còn chúng ta là bước theo sau. Bác lái tàu thì thường thường một ngày là nhiều chuyến đi như thế không bác? 7 lượt. 7 lượt một ngày. Thường thì buổi sáng sớm ở đây thì sẽ xuất phát lúc tầm khoảng 7 giờ 7 rưỡi, còn buổi chiều cái chuyến muộn nhất là tầm bao nhiêu ạ? 2 rưỡi ạ. Vâng. Rồi, chúng ta đã xuống tàu cao tốc và bây giờ lên với đảo Lý Sơn. Bên này thì các bạn sẽ thấy cái khung cảnh bốc xếp hàng hóa xuống đảo. Đây. Thưa các bạn, ở ngay vị trí cầu cảng Lý Sơn này, đi vào bên trong khoảng 100m thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được cho mình một nhà nghỉ hay khách sạn tùy theo kinh phí của mình. Và ở cầu cảng này, đó chính là nơi bắt đầu cho tất cả những chuyến trải nghiệm chi tiết các nơi khác, bao gồm cả hành trình khám phá đảo bé hay các món ăn. Hầu như nhà nghỉ ở Lý Sơn rất sạch sẽ và giá trên dưới 200 đến 300 nghìn đồng đều có, wifi thì thoải mái. Cầu cảng này cũng là nơi tập trung dân cư gần chợ và khu chợ đêm Lý Sơn.
Đấy, đến đây thì các bạn sẽ phát hiện ra luôn đó là tỏi Lý Sơn. Đây, được bày bán ở ngay cái cổng ta đi ra cảng. Chúng ta có thể thưởng thức các món ăn đặc sản của Lý Sơn ở cầu cảng này. Cũng có, bạn muốn ăn gì cũng được, từ cơm bình dân cho đến hải sản, hay là có thể tối về đi nhậu. Người dân ở Lý Sơn thì cực kỳ hiền lành và vui vẻ, đúng chất của người miền Trung. Nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy nghi ngờ vì cái độ nhiệt tình của người dân Lý Sơn, nhưng yên tâm, họ là vậy, rất dễ thương và sẵn sàng giúp đỡ bạn với nụ cười luôn nở trên môi, chứ không có lừa lọc như một số nơi chúng ta đã đến, nên bạn cứ yên tâm nhé. Rồi, còn đây là tỏi Lý Sơn nha các bạn. Đấy. Hello. Cháu được bao nhiêu tuổi rồi chị? 13 tháng. 13 tháng à? 13 tháng là đã ra đây phụ với mẹ bán tỏi. Sáng giờ bán được cái gì chưa con? Một bịch tỏi là bao nhiêu tiền chị? Có 50 ngàn. 50 ngàn ạ. Em mua, em xách ở tay cũng được. Đây, cho em bán cho em một một bịch đi. Em lấy tiền ở sau bóp của anh đây. Đây là tỏi một tép hay mấy tép ấy chị? Đó, nhiều tép. Chị có tỏi một tép không? Có, đây. Bao nhiêu bịch? Dạ, tỏi một tép là 300 ngàn. 300 ngàn tức là đắt hơn gấp tỏi mấy lần? Có là nửa cân á, nửa cân. Nửa cân là 300 nghìn. 300 nghìn. Rồi, chú mua ủng hộ nha. Em lấy tiền sắp bóp anh này. Đây đây đây, sắp bóp anh. 300.000 thì anh trả tiền. Đây đây bóp rồi. Anh tờ cái tay cầm máy rồi. Mua cái nào, mua cái này. Mua cái tỏi cô đơn á. Tỏi cô đơn á. Rồi. Mua một bịch tỏi và đây là lì xì đầu năm nha. Lì xì đầu năm cho con này. Được chưa? 13 tháng là đã ra phụ giúp mẹ để mà bán tỏi rồi. Con trai con gái đây. Con trai à? Đây, đây. Cười đi nào. Hello. Rồi. Xin chào các bạn đến với Lý Sơn. Ở Quảng Ngãi thì có cái món, không phải là món, có một cái loại mà chúng ta cần phải mua, đó là tỏi Lý Sơn. Nhưng mà tỏi thì rất nhiều loại. Tất nhiên thì chúng ta rất là khó để phân biệt. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về tỏi Lý Sơn chính hãng. Từ chính cái chia sẻ của bà con như thế nào. Hôm nay thì phía sau lưng mình có rất là nhiều loại tỏi. Chúng ta cứ nghĩ là tỏi cứ một củ là sẽ là tỏi Lý Sơn, nhưng không. Hãy xem mình nghiên cứu và chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm thực tế nha. Tỏi của Lý Sơn á, thường thường là nó là có cái nách như thế này. Nó hơi có một cái nách hông, chứ nó không có một ri y như là tỏi của Khánh Hòa. À, dạ sẽ đây. Có tỏi của Khánh Hòa và tỏi của Lý Sơn. Còn đây là tỏi, đây là tỏi của Lý Sơn. Nó có cái nách là như thế nào em? Là cũng như là tia nó một, nhưng mà nó có mẹ bồng con là nó có thêm một cái miếng miếng nhỏ nhỏ. Với lại ở ngoài em á, là tỏi của Lý Sơn á, là khi cái rau này nè là nó sẽ không vàng lắm. Đâu nó không vàng bạc bạc bạc. Còn ví dụ như đất ở trong thì nó cũng nó vàng, nhưng mà khi cái rau này, đây, tỏi Lý Sơn ngoài em là nó sẽ có cái núm dưới phía trên ra. Cái đầu nhọn. Rồi. Còn đây là tỏi của Khánh Hòa là nó sẽ cái đầu nó sẽ bằng. Đầu nó sẽ bằng. Dạ đây. Đầu bằng, còn đây là khi mà ấy là mình sẽ còn dạ, cái núm nhỏ nhỏ này. Dạ dạ. Một cân của tỏi Lý Sơn là tầm bao nhiêu tiền? 1.2 triệu. 1.2 triệu. Nhưng mà đến tầm khoảng tháng 5, tháng 6 thì nó lên đến được 1.5 triệu. Tại vì lúc đó là cái du lịch ra khách đông á, là bắt đầu giá thành người ta nâng lên. Còn đây là tỏi của Khánh Hòa. Tỏi Khánh Hòa đây. Dạ. Anh bóc một trái một muối nhé. Đây. Đây, bóc thử một cái đi. Em bóc thử một cái đi để cho mọi người xem. Đấy. Tỏi nơi khác không phải hàng chính hãng của tỏi Lý Sơn, là các bạn sẽ thấy cái củ tỏi nó sẽ không có cái múi phụ, tức là nó sẽ chỉ có một cục tròn vo thế này thôi. Chúng ta nhầm cái tỏi cô đơn với cu đơn các thứ mà không. Đấy, đây là kinh nghiệm của một người kinh doanh tỏi sống ở trên đảo Lý Sơn luôn. Còn bên này tỏi Lý Sơn này, em bóc một hạt đi. Đấy, bất kỳ cái nào. Đây,
hay là tỏi của Lý Sơn, nó sẽ có là cái nách, là một cái nách nhỏ. À, nó sẽ có một cái mé nhỏ nhỏ như thế này. Dạ. Các bạn quan sát kỹ nhé. Ở đây thì nó sẽ có một cái. Cái mé bên này này, cái kiểu giống như có một cái hạt phụ ấy. À rồi, ok, nó có một cái lách nho nhỏ phía bên đấy, đó là tỏi. Và mình bóc một phát là nó ra cái muối nhỏ này. Đây chính là hàng tỏi Lý Sơn chính hãng. Đây, Lý Sơn thứ ba. Hiện nay thì tôi đang bóc một cái tép tỏi cô đơn, tỏi Lý Sơn. Thực ra theo chúng ta cứ lầm tưởng rằng là nó chỉ có một tép thôi, nhưng mà theo những người dân ở đây thì họ nói rằng là thực chất nó là mẹ bồng con, tức là một cái tép to và một tép nhỏ hình trái tim này này. Đấy, chính xác là hình trái tim, rất là đẹp như này, một cái nho nhỏ và một cái tép to nó quấn vào nhau tạo thành một hình giọt nước hay là trái tim đều được. Bây giờ thì tôi sẽ ăn thử xem là cái vị của nó khác ở trong đất liền như nào. Tôi cũng là một fan của tỏi. Tỏi thì nó giúp cho chúng ta có sức đề kháng, cũng như là có những cái chất mà chống lão hóa rất là tốt. Chính vì vậy mà không phải ai ăn được đâu, nhưng mà nếu mà ai ăn được thì cực kỳ tốt và nghiền luôn. Rất là giòn. Tôi cảm giác như là nó không quá là cay nồng như là tỏi ở trong đất liền. Không hề cay. Tức là nó cũng cay, nhưng mà nó có cái sự hơi man mát, giòn. Giòn có lẽ là bởi vì là cũng nó không để lâu như là cái bảo quản của nó ấy, tức là không để lâu như ở đất liền. Có cái sự thanh thanh như kiểu nào, gọi là thanh mát như kiểu các bạn kiểu mía ấy, nó hơi giống khi mà chúng ta ăn mía, nó có cái thanh thanh như thế. Thơm cực. Nói chung là có vị khác hẳn. Tí cái tỏi Khánh Hòa đi. Đây là tỏi một tép Khánh Hòa. Thì đúng là nó chỉ có một tép như này thôi. Đấy. Tôi sẽ thử em nào. Công nhận là đúng là tỏi Lý Sơn có cái thanh thanh như là mía thật. Rất là lôi cuốn. Bây giờ ăn thử tỏi Khánh Hòa. Cũng giòn, giòn như là củ đậu ấy. Cay hơn hẳn. Ôi. Cay xé lưỡi luôn. Tôi nghĩ rằng là cái tỏi ở Lý Sơn người ta trồng ở trên cát, và cái thời tiết thổ nhưỡng ở đây từ bao đời nay nó tạo nên cái hương vị rất là riêng, cái chất rất là riêng. Chính vậy mà nó không quá cay nhưng mà nó lại nhiều dinh dưỡng. Tôi đọc đâu một cái bài báo rằng là có những cái chất mà chỉ có tỏi ở Lý Sơn mới có thôi, còn ở những nơi khác không có. Cái tỏi của Khánh Hòa này ăn giòn cũng như củ đậu ấy, sần sật. Nó không có cái vị thanh như là mía như tôi vừa ăn tỏi Lý Sơn. Đồng thời nó cay xé lưỡi. Rất cay. Chính vậy mà tôi nghĩ rằng là tỏi Lý Sơn này ăn sống thì rất là tốt. Nếu mà bạn nào mà fan của tỏi. Mà tỏi Lý Sơn thì hầu như bà con không có trưng bày ra đây. Đấy, thường thường thì tỏi Lý Sơn chính hãng thì bà con không trưng bày ở đây, mà đa số là cất rất kỹ vì nó rất là đắt tiền. Còn những cái tỏi bình thường như thế này thì bà con bày bán ở ngoài này vì tỏi. Bởi vì sao? Bởi vì 100.000 mới được từng này. Cái tép tỏi tính ra là có thể là nhiều chục. Hơn, có thể nhiều hơn. Tính ra là khoảng có 20 tép chứ mấy. Thì chia ra là khoảng 5.000 à? 5.000 một tép đấy. 5.000 ở bầy đây. Ông nào đi qua bốc một nắm ông đút vào túi. Đúng rồi, đây là có tiền rồi. Đây là có 100.000 rồi đây này. Đấy. Cứ một lần qua cũng thôi. Một lần ba củ thôi. À đi ngang qua lừa. Cả cái vằm lại anh đường nữa. Đau của bà này bà ngủ bà đập thì bà lướt quét. Cầm điện thoại đúng không? À bà liếc mấy cái bóc như vậy này, đâu có camera đâu. Anh nói một lần ba củ em tưởng là một lần ba củ thì rất là sung trước khi lâm trận đúng không? Hóa ra là đi qua là tay máy chỉ lấy ba củ. Lấy ba củ tỏi thôi là có tiền rồi. Mua bao nhiêu à? Em hỏi anh thì trong cái chuyện đời sống
vợ chồng ấy thì tỏi này nó có tác dụng gì không? Ngon không? Cái này nó có bổ sung cho cái sức mạnh của đàn ông không? Cái này thì mình không nghiên cứu, nhưng mà cái này thì nó chỉ tốt cho sức khỏe. Anh cứ trải nghiệm ấy. Không ăn được. Tôi lấy sang mà không có dùng. Nhưng mà thấy anh đô con thế này thì chắc là không cần đến tỏi đâu đúng không? Không, đâu, cái món đó là nó tùy theo cái dòng cơ địa nhé. Có người thì người ta ốm nhưng mà ta đá nhiều, người ta hoạt động tốt hơn. Nhưng mà cơ địa. Rồi, không biết là tỏi nó có sức mạnh trong cái chuyện người lớn không, nhưng mà khi mà ăn nó hôi miệng thì ít nhất là vợ nó đã không chịu nổi rồi đúng không? Đã bị trừ điểm rồi. Thôi cảm ơn anh, rất là cảm ơn anh chị chia sẻ. Thôi mà. Anh không đi đấy. Đấy. Anh chỉ có một ít thôi, được rồi, đừng lấy nhiều lắm. Thôi được rồi. À, anh cảm ơn em gái nhá. Rồi cảm ơn gì? Rồi. Đây, 100.000 nó tầm như thế này thôi. Có lẽ là các bạn thường nghĩ là bán đắt, nhưng mà mình chỉ xin từng này thôi, mình chỉ mua 100.000 mà mình chỉ xin từng này thôi. Còn nếu các bạn mua với đúng giá thực sự của tỏi Lý Sơn, nó rất là đắt. Thế thôi, không có đơn giản để mua được tỏi Lý Sơn hàng chính hãng đâu. Hàng không phải hàng chính hãng mà hàng của chuẩn Lý Sơn. Ok các bạn, cảm ơn các bạn. Đây là tô canh cơm bình dân của đảo Lý Sơn. Thì cái tô cá, wow, nóng lắm, to lắm luôn. Đấy, tô canh như thế này. Ai? Không biết luôn. Gắp cái cá này ra đi ha. Tóm lại là cá biển có thể ăn được. Thế thôi. Ăn cả với mắm. Đây là món gỏi rong biển. Gỏi rong biển. Rong biển ở tại Lý Sơn. Còn bên này rau muống, cái này rau muống ở ngoài biển chứ không phải là rau muống biển nha. Rồng xanh vượt đại dương. Còn đây là rồng xanh đậu trên đại dương, đậu trên đại dương. Và nhìn rất là ngon.